một lô đất mặt tiền đường nhựa, đất thuộc thị trấn ngay khu dân cư. Đây là thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, ngay khu dân cư. Lô đất này có diện tích là 6m, chiều sâu là 35, đất thổ cư, sổ sắn, hiện tại là sổ 6m ở ngay vị trí cây sầu riêng này. Đó, ngay vị trí sầu riêng này. Đất được tính từ bờ rào này, từ đường bên, từ cái cọc bê tông này, kéo qua này là 6m. Và đất sẽ được đổ đất thêm mấy xe nữa cho nó bằng và san lấp rất là đẹp, cao hơn so với đường. Đây, phía đằng sau xa xa của nó là cái mặt hồ này, anh chị thấy không? Đó là mặt hồ này. Này là gọi là hồ 49. Đó. Đường này là đường đi về thị trấn. Phía này là đường nhựa đi về thị trấn Đắk Mâm. Đường này thì cách đèn đỏ thị trấn khoảng tầm 2 cây. Cách khu quảng trường thì tầm khoảng là cũng 2 cây. Đó, ngay ủy ban trường học ở gần đó luôn. Trường cấp 3 mọi thứ hết. Đó. Lô đất này thì bằng phẳng đẹp. Đó. Vị trí. Còn đây là đường đi về phía Nam Xuân và Tân Thành. Còn anh chị thấy xung quanh đây là khu dân cư này, nhà dân đông đúc này. Đó. Nhà dân đông đúc này. Đó. Dân cư đi lại này. Đối diện đây cũng có nhà dân này, họ đang xây này, đúng không? Đó. Đó. Bên xa xa kia là mặt hồ này, anh chị thấy không? Nên có một view hồ rất là đẹp và lô đất này cũng rất là đẹp. Đó. Lô đất này thì được lấy mặt bằng đã đẹp rồi. Đó. Anh chị thấy không, có trụ rào đây sát nhà đây. Đó. Được phân tách đàng hoàng. Sổ sắn anh chị có thể công chứng ngay. Đất này thì rất là đẹp. Đó. Ngay nhà dân. Ngay khu dân cư. Mặt tiền đường nhựa. Đất này thì thuộc thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Diện tích của nó là được tổng diện tích là 100 tổng diện tích của nó là 6 x 35. Thổ cư là 56m. Đất sổ sắn ngay khu dân cư, đất thị trấn. Đó, chủ nhà đang mong muốn bán cho nên bán rất là rẻ. Giá hiện tại chỉ bán là có 55 triệu một mét. Đó. Ngay mặt tiền đường nhựa này, khu dân cư này thì tính là một lô đất như vậy thì có 335 triệu thôi. 335 triệu mà trong khi đó là chủ nhà lo hết giấy tờ. Đó. Các khoản phí thuế chủ nhà lo hết. Mình chỉ chọn gói là giá 335 triệu là cả lô đất này. Đó. Anh chỉ biết là chủ nhà sẽ đổ luôn cả đất này cho nó bằng nhé. Tại vì nó còn thiếu có mấy xe thôi. Đây. Lô đất đẹp quá. Rồi, cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Nếu anh chị quan tâm lô đất này hoặc quan tâm những sản phẩm khác thì hãy đăng ký kênh hoặc inbox cho Trọng để lấy thông tin sổ sách, vị trí, giá cả. Cảm ơn anh chị theo dõi video nhé.